tới với sơ đồ 4-2-3-1 được sử dụng bởi huấn luyện viên Phùng Thanh Phương sẽ có hai sự thay đổi người so với trận đấu vào tuần trước, trận hòa 1-1 trước câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa khi mà Tùng Quốc trở lại để lấy vị trí của Việt Hoàng, và Văn Kiên cũng sẽ được sử dụng ở hàng tiền vệ để thay thế cho Ngọc Tiến. Trên cao nhất trên hàng công vẫn là Tuấn Tài, và đây vẫn sẽ là một đội hình không có những ngoại binh được huấn luyện viên Phùng Thanh Phương sử dụng, khi mà cặp đôi huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ sử dụng sơ đồ 3-5-2 với chỉ duy nhất một sự thay đổi, khi mà Đình Châu sẽ đá chính thay thế cho Bá Quyền. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có được chiến thắng trước LP Bank Hoàng Anh Gia Lai thì đây là những con người có thể gọi là tốt nhất của huấn luyện viên Phan Như Thuật có vào lúc này. Ô La Hà vẫn sẽ đồng hành cùng với Văn Lương trên cao nhất trên hàng công. Sĩ Hoàng, Mario Zebic rất nguy hiểm. Một tình huống tấn công từ cột xa tới từ Mario Zebic. Văn Huy, quả tạt hướng đến Ô La Hà. Quả tạt từ hai biên của Sông Lam Nghệ An vẫn đang được thực hiện khá đều đặn. Rất hay, pha thoát xuống của Văn Lương. Bên trong của Ô La Hà không thể tạo ra một tình huống đánh đầu nối. Thời cơ để Văn Lương dứt điểm là không còn. Bóng đi chuỗi, lệch về phía tay phải của cầu thủ mang số 20. Và giải pháp sau đó là hợp lý. Một đường chuyền vào trong cho Ô La Hà. Một tổ tay rất hay. Đối mặt, làm gì? Không vào! Hoan hô Văn Việt. Sự chính xác của Văn Việt đã ngăn cản một bàn thua dành cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ngọc Long đã đưa ra quyết định của mình hơi chậm. Hai nhịp đẩy bóng và mọi thứ trở nên khó khăn. Chưa có cú đánh đầu của cao thủ Sông Lam Nghệ An. Đây là phản công. Bùi Ngọc Long. Lại là một pha xử lý không tốt nữa của Bùi Ngọc Long. Cú sút này rất căng. Lại một lần nữa chúng ta thấy thủ thành Văn Việt phải vất vả. Quả đá được thực hiện bởi Thanh Thảo. Lựa chọn là rất táo bạo, và nó cũng đã phần nào đó tạo ra được sự bất ngờ cho Văn Việt khi mà lực sút là rất căng. Thanh Thảo khá hợp lý, đường truyền của cầu thủ người Pháp. Dứt điểm, không vào. Cú đá là của Bùi Ngọc Long. Bóng liệng ra ngoài. Rất nguy hiểm, không vào. Trong một pha bóng cố định thì cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra được pha dâng lên của Minh Tùng. Minh Tùng đã có một tình huống đội đầu ngược. Đứng trước bóng lúc này đang là Bùi Ngọc Long, cựu cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn. Người đã bật cao là Ô La Hà, rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Được chuyền vào từ cánh phải của Văn Huy. Và hướng quả bóng đến vị trí của Rafael Sakset. Văn nắm. Tuyến này. Và ra chân quyết đoán của Trần Đình Hoàng. Hồ Tuấn Tài khá hợp lý. Entep. Quả thật, đánh đầu. Quả tạt của Entep. Đánh đầu. Người bật cao là Team IT. Kể từ khi có sự xuất hiện của Jake Team IT thì có lẽ là cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh mới tự tin để đưa ra những quả tạt bóng. Đây là một pha bóng mà Mario Zebic đã bị hút người bởi Hồ Tuấn Tài. Và Jake Team IT đã vòng xa phía sau hàng phòng ngự của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Cắt bóng thành công. Ô La Hà
Rafael Sanchez rất hay. Sanchez không vào. Pha khống chế đầu tiên thì rất gọn gàng nhưng có cảm giác rằng khả năng ra quyết định của Sanchez đang là một vấn đề. Mọi thứ có thể sẽ trở nên rõ ràng hơn. Lựa chọn dứt điểm cũng là tương đối táo bạo. Quang Vinh trả bóng về rất nguy hiểm. Được anh không? Thật là nghiệt ngã. Bàn thắng đã tới với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau một sai lầm của hệ thống phòng ngự câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đúng là bầu không khí Noel đã tới với sân Thống Nhất rồi. Thời gian vẫn còn nhưng đây là một bàn thua thực sự vô cùng đáng tiếc dành cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An với pha đưa bóng về của Văn Huy. Văn Huy trả bóng về theo bài nhưng lại không quan sát được là Văn Việt đang dâng cao. Cầu thủ trẻ năm nay mới 22 tuổi Vương Văn Huy đã tạo ra một khoảnh khắc khiến cho các cổ động viên Sông Lam Nghệ An sự là không biết nói gì. Quá khó. Văn Huy chưa kịp quan sát. Đang văn lắm. Olaha Etet đã phá bóng ra. Hết giờ. 3 điểm đã được giữ lại ở sân Thống Nhất với món quà tới từ các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Trong một tình huống mà Văn Huy đưa bóng về và thủ thành Văn Việt đã không có mặt trong khung thành. Rất khó khăn, một trận đấu khó khăn và những phút tiếp theo, những ngày tiếp theo sẽ để lại nhiều kỷ niệm với Văn Huy. Nhưng đây là bóng đá, Văn Huy sẽ cần phải trở lại thật mạnh mẽ để tiếp tục cùng với Sông Lam Nghệ An hướng tới những mục tiêu tiếp theo. Còn ngày hôm nay ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 7 trên sân Thống Nhất, những người được hưởng trọn vẹn niềm vui là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cùng với những cổ động viên của họ. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.